Văn phòng Kiểm soát Tài sản nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ ngày 12 tháng 1 giờ địa phương cho biết đã liệt 6 đối tượng mang quốc tịch Bắc Triều Tiên, một công dân và một tổ chức Nga có dính líu đến chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc vào danh sách trừng phạt. Biện pháp này được đưa ra chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố tên lửa đạn đạo mà nước này đã phóng trong ngày 11 tháng 1 là tên lửa bộ siêu thanh. Đối tượng trừng phạt lần này gồm những người làm việc tại Viện Khoa học Quốc phòng Bắc Triều Tiên, được cho là đã phụ trách công việc nhập phụ tùng ở thành phố Vladivostok của Nga, Đại Liên và thẩm Dương Trung Quốc. Một công dân và tổ chức Nga có tên trong danh sách trừng phạt thì được cho là có liên quan đến việc vận chuyển và buôn bán vũ khí hủy diệt hàng loạt của miền Bắc. Những đối tượng nằm trong danh sách đen này của Washington sẽ bị đóng băng tài sản ở Mỹ, đồng thời bị cấm giao dịch với công dân và các doanh nghiệp Mỹ. Mỹ cho biết Viện Khoa học Quốc phòng miền Bắc đã lập tổ chức phụ trách hỗ trợ chương trình nghiên cứu và phát triển quốc phòng. Washington giải thích, động thái lần này là một phần trong những nỗ lực ngăn chặn Bình Nhưỡng phát triển chương trình tên lửa đạn đạo và phổ biến các công nghệ liên quan. Mỹ vẫn duy trì cam kết đối thoại và theo đuổi ngoại giao với miền Bắc, song mặt khác vẫn sẽ tiếp tục đối phó với mối đe dọa từ chương trình vũ khí hạt nhân phi pháp của nước này. Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price đã đề xuất Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cần bổ sung thêm biện pháp trừng phạt, ngăn chặn mạnh mẽ chương trình tên lửa đạn đạo của miền Bắc, kêu gọi tất cả các nước thành viên thực hiện đầy đủ các nghị quyết và lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an. Phát biểu này cho thấy Washington có khả năng đơn phương áp đặt lệnh trừng phạt nếu Bình Nhưỡng tiếp tục có hành động khiêu khích.